Rồi vào đây bắn nhau, ông còn gọi xe làm gì? Vào đây đâu? Đấy, nó chỉ vào đây đấy, nhiệm vụ đang chỉ vào đây đấy. Thế đi đâu? Vừa lái cho. Ôi cái đéo rồi này. À, đập... cái đéo bom à? À, cầu, cầu bom vào đây, cầu bom vào nhà đó à? Mày. Không gì? Đéo, có quả súng cầu bom, tôi thấy thử thử quả súng cầu bom nào. Thôi 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 thôi. Ok. Mở cửa cho tao. Đây mình làm gì ở đây? À, đang... nhiệm vụ này không biết làm nào. À, nó mở cửa này. Nói chuyện của nó xong rồi. Nó mở cửa này. Mở cửa mày. Nó đéo cho xe vào. Chắc là xe bá quá đéo cho vào đâu. Rồi đi bộ vào đi. Nó cũng chặn hai cái xe trước cửa này thì vào rồi đi. Thế không hiểu à. Chiến nhau này. Ủa chứ đám bom mà. Đau. Mày nhởn tao. Rồi, đóng cửa thả chó rồi. Gì này? Ui, gì này? Siêu nhân ngân hà. Captain America. Ui, thằng cái khiên nó còn cho người lên nó cứ chói, đéo hiểu, chó chết. Ác thế. Cứu tôi không ơi. Nó bắt tôi solo thằng này à? Cái gì nó nổ ấy? À dụ 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 ra đây, dụ ra đây để xe bắn, dụ ra đây để xe bắn không ơi? Nhếp ơi. Dụ dụ được quá ơi. Đây. Ôi. Ôi rơi cái gì kìa? Tiền à? Cho nó xin cái tiền nhé mày. Ôi. À ấy, hay hay hay, hiệp hay lắm. Mày nhờ này, mày nhờ này. Dụ dụ ra chỗ này để ông đạo ông bắn hiệp ơi. Dụ xuống đây. Chạy chạy ra chỗ tôi. Hay lắm, đập cầu thấp xuống tí hiệp ơi, anh đạo ơi. Này nó khôn quá, nó không đi ra không ạ. Thấp xuống tí. Hay lắm, trúng rồi. Ra đây, ra đây. À, ra đây. Ra đây. À nó khôn quá, đéo ra không ơi. Phế, nào à, ơ à, đấy nó đứng, đứng chỗ bắn được ngoài này. Ui, ui, Platinum, Platinum. Ui, súng đi này. Quá đáng lòng cho đạo. Quá đáng lòng cho đạo ạ. Thôi, đạo ơi. Nếu hiểu bắn là mấy ông nhặt hết luôn. Lần nào cũng thế. Thôi. Thì tôi đạo thôi. Đây, tôi cho ông khẩu súng vậy. Lấy không? Súng băng này. Lấy không? Súng gì? Băng. Súng gì? Súng băng nghe đấy, súng này. Ui, súng băng mạnh lắm không ạ? À? Tôi cho ông, tôi thấy tiếc phải cất. Lấy không? Đấy, cho ông ấy. Đó. Đấy, khẩu băng ấy, đấy, khẩu ấy xịn vãi đái luôn ấy. Bằng với khẩu này thì khác đéo nhau. Thế không giả tối. Bảy đam. Nhưng mà nó có hiệu ứng băng. Hiệu ứng nó khác lắm không ạ? À? Súng kia không có hiệu ứng không? Thế tôi nảy tính ông nhá. Ông Hiệp cũng nhặt một đống Platinum cơ. Tôi nhặt có một cục. Hiệp
Tôi nhặt một cục gỗ súng này tôi cho ông này, đúng rồi. Đồng đội tốt mới như thế đấy. Kéo hiểu quá. Tôi kéo hiểu, trên đời này có ai đồng đội tốt như tôi không? Đạn này, máu này. Đang đầy máu này. Bắn nhau rồi kìa. Rồi, ghét hiệp thế tư ơi. Thôi hiệp ngất rồi kia, ai cứu hiệp đi. Cái đầu hàng à? Ôi ôi, không có. Cứu tôi. Teamwork is honor, an unbreakable binding that I must respect. Có khi mình phải đổi khẩu đồ khóc ăn này xuống. Đồ khóc ăn này xuống để nó lấy cái hiệu ứng là khi mình rút mình dùng công ty thì nó sẽ rút hai khẩu bắn tỉa ra thì nó bắn mạnh hơn mà. They've been trying to take Roland out ever since he kicked their asses out of Sanctuary. I should have seen it coming. Dear Roland, I can't help but notice the bloodshots. You are fighting I'm going to count every minute! I am going to block my teeth with your face! Arm your men with some high-quality munitions from my store. Cái này với chìa khóa này không ai? À đi. Này chìa khóa này đấm luôn. Rồi đặt nào chìa khóa. Đạo ơi! Go get a ball, Buster! Tôi chịu hoa đấy, ông đứng gần thằng boss quá, không làm gì được. Đi, đau người tôi rồi. Đánh ngon, đánh ngon. Mày nhòm mày. Mày nhòm mày. Ôi. Ui, đằng sau, đằng sau, đằng sau. Đông nhá, đông nhá. Tròn này một tiên vũ mồm. Gì đấy, hiệp ơi. Ôi đi, cứu hiệp mà chết cả đôi rồi. Chết cả ba rồi, đau lòng rồi. Không hòa tình được à, phải là chết cả team rồi. Đi, đi. Cứu ông hiệp quá. Sai lầm rồi, ui chết. Đau lòng quá. Hiểu ông hiệp sai lầm. Hiệp có cối mà sao không có đạn sao mà lấy ra chả thấy dùng gì. Không biết mua đạn cối ở đâu. Đạn cối ở đây này cái. Đâu? Này. Ấn vào thùng xanh. Dao tao. Trong có cái năm lau chật ạ. Đéo hiểu bị trừ tiền đúng không ạ? Chết vừa bị trừ kinh nghiệm còn vừa bị trừ tiền nên đau. Đâu? Đây này cái thùng xanh này này. Nấy à vào. Nó không bán đạn cối. Ông chưa nâng cấp à?
đạn cối hình như kiểu viên tên lửa. Cả cái tâm đông quá. Không phải. Đây là tôi chung cho. Thì mình đang bắn nhau rất là lò ở đây thì mấy ông đang tăng tim cái gì kia kia. Nóng quá. Úi dồi ôi, đau quá mẹ ơi. Overrun them. Tại sao tôi đang mua khẩu súng ghẻ à? Đéo không hiểu. Ô, bom xịt. Đấy ngay. Giết thằng boss xong rơi mỗi khẩu súng ghẻ không hiểu. Đéo súng quỷ thế, súng 41 đam mà đéo hiểu súng mà còn không có hiệu ứng gì luôn ạ. À. Phế thì gọi là luôn. Ta không có bom 41 đam còn không hiệu ứng, đeo hiểu. Có bom nào vào đấy đấy. Súng băng đeo khi hiệu ứng gì nhỉ? Có mà hiệu băng đấy. Máu này mà ăn cần máu ăn máu đi. Chả thi chém rồi. Okay, Hyperion. 100,000 bucks for rolling. Đang nóng hết cả người đây. Nếu hồ làm nhiều nóng rồi. Cái đâu mấy anh lấy kia kìa. Bọn mà bom này. Cái máy bắn ở trên kia kìa. Có cái điếu rồi đấy. Ui gì cũng mẹ thằng ấy là đúng chúng ta vậy. Cẩn thận bên trên kia. Mày nhờ mẹ. Chết rồi. Xong chạy ăn cao thế. Thay đạn lâu vai lên. Thanks, I needed that. Tại đây là cổng đạo nữa. Có cứu đạo rồi, đạo ơi. Hoài quá, không phải liều mạng tôi cứu ông ấy. Ui. Cứu ông ấy xong mình chết ạ. Stay still. I'll remain patient. Đi! Bom đâu nổ lắm thế! Xem có sao giết được không? Đi! Đứng ở giữa cái dưới cái chỗ này ạ, 3-4 thằng boss đứng trên nó bắn xuống ạ. Hỏa rồi! Chết nữa rồi! Lại bị trừng tiền, trừng kinh nghiệm rồi! Sao mà khó thế? Mấy ông chơi cẩn thận nào! Nhà còn 13 rồi. Kéo nó. Đéo hiểu còn có 1900 mà mất 1000 à mất 140 mấy đồng thì đéo hiểu à. Tích mãi cùng lại mất à. Thế này, có lâu chưa ammo này, lâu chưa ammo không phải à? Không phải. Thế súng gì? Là cái đấy còn gì nữa? Không phải. Thế đạn chỉ có lâu chưa ammo làm gì có đạn gì nữa? Không cho tao mua nó, không cho tao mua. Sao không cho mua? À. Là phun á. À đây. Rồi. À bây giờ đi cẩn thận nào. Bây giờ đoàn kết nhé. Không được chết không. Phun mẹ rồi. Phun nghe đâu đang có đạn. Kéo rồi nhặt 4 đồng rồi. Nhớ rồi.
đi đi đi, ta đi từ từ nhá, đừng có lao lên trước nhá, nghẹt nhá. Im được, mang củi đi cân hết. Đi từ từ thôi, đi từ từ thôi, đi từ từ thôi. Đừng có lao lên nhanh quá, mình bị chết. Mày nhòn, mày nhòn này. Nó bắn đau thật đấy. Mày nhòn với tao à? Mày nhòn với tao à? Giờ với tao à? Giờ với tao này. Ui dồi ôi, đập bắt mất giáp luôn à. Đau quá con kiêu. Để thằng ấy cho tôi, để thằng ấy cho tôi hồi máu. À tôi sống dậy. Ok. Thằng sắp chết rồi. Ui ôi, địt à. Cái khiên nó đập gần đau thật đấy. Mày á, mày á, mày á, cứu cứu tôi, cứu tôi không ai. Let's get you up. Sao kìa, bắn chết này có rơi ra gì không? Bom à, kìa. Ờ, đang ấy này, đang xuống cối này. Chưa bay, đang xuống cối chưa? Đang xuống cối trong mấy cái hòm này. Đạo ngất rồi kia, ra cứu đạo. Thế hiểu mình bỏ tất cả mình chạy em cứu đạo à? Trong khi còn một đống đồ ở đây để ông hiểu nhắn mắt ra. Con nàng hiệp nhá. Để đồ cho tôi với. Those Crimson Raiders will be dead in no time. Úi dồi ôi, Platinum. Ông Hiệp không biết mở cái này ạ. À. Đập nó phát nó vỡ mà. Thằng đập đúng Platinum rồi. Để cái đi. Ô đi, cái gì đấy? Ông biết à, đéo hiểu. Ông đạo hiểu. Đi. Nhặt có hai băng đạn của ông, ôi bắn rồi, đéo hiểu. Hai băng đạn lục cái gì, nhặt ở đâu mà chả có. Ô đi, cái đấy nổ à? Đéo hiểu. Băng đạn lục thì nhặt ở đâu mà chả được. Đéo hiểu, đây băng đạn lục ở trên này đây này. Không có lên lấy lấy này. Theo hiểu hai con đạn lộc ông bắn mình đi con. Giờ có vẻ có cối bá đạo nha. Đéo nó bắn nó trên kia kìa. Nó lo trên kia kìa. Đúng rồi, bắn thang thôi. Có cối không? Bắn thang hay bọn đang trụ một kia kìa. Mày sang đây á, đá này. Mày. Ủa, bắn đầu thật này. Ôi dồi ôi, đau quá mẹ. Ôi dồi ôi, đau quá. Công ơi, cứu tôi. Hay lắm. Mày nhờ này. Mày nhờ này. Ôi, sao không để tôi giết. Thôi được rồi, cứu tôi, cứu tôi, cứu tôi. Cứu, kìa, cứu. Ngồi xuống mà cứu. Hóa ra phải để tôi giết này, tôi hồi sinh. Cứu. Cái gì đấy? Tôi có cái mảnh đéo gì đâu không em? Cộng 2 ốp chi đéo kêu rồi. Mà đang phun mẹ rồi. Ôi, chết thương. Tính sau đi, đang bắn nhau.
cảm thấy rằng phi diều khó chịu quá. Với thằng FP rất là chuẩn nhá, đéo hiểu. Cái thằng đứng bên trên kia nó phi diều kìa, không ai bắn nó kìa. Mấy ông ơi. Ok chết rồi. Giờ mới có thời gian xem này này. Hình như cái đấy cái này đúng không? Nhưng mà cái này mình đang mạnh quá đái rồi. Cái này nhìn ngon quá. I'm gonna choke and scoop your legless body. Mario 45. Khó nghĩ nhở. Mẹ người ta phá đảo xong mẹ rồi nữa vẫn còn đứng ở đây khó nghĩ. Ở đây có cái đồ gì này không nhập ta mấy ông ơi. Đồ xịn này. Ôi đi mẹ nó phi đâu đâu quá. Ôi đi con chó răng. Đéo hiểu à, mấy ông gọi boss ra đây đánh tôi à, mấy ông chơi bình thế, chơi ác thế, chơi ác thế. Cứu tôi rồi, hiệp đã ngất. Khổ khoan này, ta có bỏ sát người thằng mình tôi thấy. Nhờ thế nào này, nhờ thế nào này. Rồi, ngất. Rồi, đạo đang bò lồm cồm rồi. Đánh toàn chết ta, tại sao không cứ boss tôi thế. Để tôi đọc mấy cái này không nào. Cái này nó cộng gì đây? 76 cộng 76 siêu mới cả. Cộng thêm siêu cũng khá ngon đấy chưa đâu. Còn cái này. Cold down red. Hồi nó cộng 45 máu. Boost. Press and let down. À cái này mình không cầm được, cái này cho commando. Cái này dành cho class commando. Commando, tôi là class commando không? Không. Không. À, đây có cái có một cái đồ cho class assassin này. Không nào, assassin thôi nhặt đi. Đứa này. Đây này. Cái màu xanh xanh này. Đâu không nhặt à? Đây mà làm là ngắm mấy giờ. Commando ở class này, tôi tưởng tôi có mắc commando chứ. À, sao tôi không đeo được cái đồ commando? Đứa nào à? Vứt mẹ xuống đây đi. Sniper, sniper. Chạy này bắn nhau không ấy, không biết không bảo là mình cũng bắn. Nào nào lên lấy mấy ông này. À đâu. Bắn đi. Ok. Rồi này đến nước bét hiệp Peter chết ạ. À. Ở ngoài đồ chính xác thì có loại ngoài ngoại là như cất ạ. Đi mẹ.
Ui, khẩu này bắn 24 đam là như gái luôn ạ. Thì nó có cái hiệu ứng điện này. Hiệu ứng điện nó làm tăng một kia đây. Đầu tôi ngang cửa đúng không ạ? Khó vãi ạ. Trong cái chỗ này khó thật đấy. Đéo cầm sniper yếu lắm. À đây, khoảng cầu này. Đứng ở chúng mình nữa đâu. Mày đứng đâu rồi? Ôi, nhớ tôi chạy ngược đường đi. Mình chạy ngược mẹ về ạ. Nếu hai ông đã chết rồi. Bây giờ phải lên từ từ thôi. Đừng đừng đánh vội. Ôi, ngon. Cái đéo nào đứng ở dưới này vớ bở. Đi đi um lại rơi xuống thế này hay. Vớ. Buồn. Mạnh thì mình phải rèn. Ai bảo nó từ đầu tôi thì mình nhặt. Biết sao bây giờ. Bên kia có kìa, cái gì màu tím kìa. Ui súng gì đây. Ui súng này level 13 này. Đam lửa này. Súng lửa đấy không mà lấy à? Mày lấy tôi thấy chưa? Đang lấy khẩu súng lửa không để tôi lấy. Cái gì? Súng lửa đây. Đấy rồi ạ. Hả? Này tinh ông không có trường không nhá. Đây có cái gì tím này mày ơi. Ôi bom xịt, bom xịt, bom xịt. Bom điện này, đây có khẩu bom điện này không ạ? Cái gì đấy? Ôi đi. Ôi vãi lên. Ôi vãi vãi á. Bom điện vào. Mày lên cái gì mà kinh khủng thế này. Gì dây à, đéo hiểu. Gì dây à với tao này. Nó sắp chết rồi, để tôi bắn, để tôi bắn, để tôi bắn. Ok, cứu rồi. Ôi, đéo cứu được không ạ? Cái gì đồ nó rơi xuống đấy, ông đạo nhặt hết ạ, à? Đéo hiểu. Đạo vớ vợ rồi. Ôi, đây có bom lửa này. Ở đây có bom lửa, bom điện này. Không là lấy không? Ở đây có bom lửa, bom điện này. Không là lấy không? Đằng sau này, Indium mà tôi đéo trèo lên được. Đâu? Số cầu thang kìa. Đâu đấy mà Indium mới tìm kiếm kìa. Cái ông tưởng là không biết đây là cái gì à? Bom này. Ồ, tôi xem nào. Xem một bom của tôi này. Bom rồi kẹt. Cái gì? Sao ông làm cái gì đây? Sao nó chết thế? Cố lên Nghiệp ơi! Cố lên! Bọn mày nhờ với tao à? Bọn mày nhờ với tao à? Đeo ơi! Khóc! Con nào rep đeo đi! Úi lộ đi! Con mẹ ông! Mẹ chung! Có chết! Mày nghĩ thế này, hả? Mày nghĩ thế này. Cái khẩu này nó có kiểu gì ấy, mình có thấy nó có kiểu gì ấy. Bom lửa, ui, bom này xịn này, bom lửa xịn này. À, bom này cấp 13.
Bọn nó có 13 mới đeo được. Cháu biết con tôi có bao nhiêu mà đi kìa. Nó màu vàng à? Cái bom ở đâu nhỉ? Mình làm sao mình biết được bom ở đây? Bom mình đây. Thế cái mục bom này là mục nào nhỉ? Đấy, Genet Mod này, Genet Mod này. Rốp ngay cái này đi hộ tao. Rốp đi. Đây rồi, bom xịn rồi. Bom này mới đáng cầm chứ. Nếu anh cầm cái bom của chưa. Ok. Rồi, đạn này gãy rồi. Cái gì đấy? Ấn nhầm nút ạ. Thay khẩu súng lửa mà. Thay khẩu súng lửa, thay cho khẩu này. Chết rồi ông ạ. Thôi không cứu được. Mày đang thay đạn không cứu được à? Nhảm vãi. Không đạn ông cầm khẩu súng săn đúng của tôi à? Khẩu của tôi đang cầm mà tôi thấy nó không kiểu gì vậy. Now you will fall. Máu này, máu này. Đi con chó. À, con bom mình nó nổ chết thằng kìa. Thôi tha tao mày ơi, tha cho tao. Ôi. Tôi đây đây nhìn đi, ông Hiệp đang bị 4 5 thằng nó quay bắn à, kéo đi rồi. I'm back, bitches. Đợi tao thay đạn xong. Mày chết. Ôi giời. Con chó nhá, đéo hiểu. Mày mày này. Con lửa đốt chết ngay, con lửa bá quá. Tao hiệp có chết liên tục nữa. Vault Hunter. Good to finally meet you in person. Đang bắn nhau máu lửa thì nó quay ra chỗ thằng này. Nếu xong nhiệm vụ rồi à? À đây cứu quá rồi đấy. This will just take a second. Alo. Đây là vãi đái thanh niên ạ. À. Phế thế, tưởng thế nào. Ôi. Ronaldo à? Ôi, quay lại thứ thực tại. Quay lại thực tại tàn khốc. Sao mình có đi sao thế anh? Đau quá. Cứu tôi với. Đạo ơi, ông đâu rồi? Tôi không kịp sắp chết ở trên này thì đến nơi rồi. Chết mẹ luôn à. Đeo lòng. Đeo hiểu. Đạo nếu chịu đi cùng đồng đội gì cả. Đạo như cực đấy. Tôi đang bắn dưới này bầm này. Ôi thôi đi vào cái phòng giam của thằng Ronan này rồi. Mày chết đi. Chết đi. Đi. Cứu thôi em ơi. Thằng sau không này. Thế không hiểu rồi. Hãy gọi tôi là người lửa mẹ này. Mẹ tôi sau khi tôi lắm lửa mãi. Trên này nhiều đồ lắm đạo ơi. Trong cái có đồ mà không mở cửa vào được này. Rồi xong đạo ơi. Xuống cứu đạo. Xuống cứu đạo mà nhặt đồ ạ. Đi con mẹ à, ông ơi cứu tôi. Tôi đang cứu ông đây mà có vẻ hơi khó.
Ôi em chết mẹ rồi, tối hằng không có chạy ạ. Tất cả tại ông ấy. Đâu hết rồi. Tôi đây này. Đi. Thằng chó này. Chó này. Mày bỏ cái khiên ra mày bắn đầu tao, thằng chó. Cứu tôi. À hay á. Sao tôi có khẩu súng ở đâu ra này? Chả biết nó ở đâu ra luôn. Nó bắn có vẻ đau. Đi. Mày đừng nghĩ tao nằm xuống. Mà mày. Ôi khổ bắn mạnh hết. Ủa không dính nhở? Bắn mạnh nhở? À đâu khẩu này, khẩu dễ là mình dùng mà. Thế ơi mình đổi những cái khẩu 35 có bản nha. Khẩu này ngoan hơn nhiều luôn. Khẩu này bắn vãi đái à. Chỉ mấy thằng phục công mà vãi đái luôn. Tự ăn thay súng à. Khẩu này phế quá. Hay đây mà. Ok. Tao không đổi hết rồi. Rồi đào này ngất rồi. Đạo ơi, lên cứu đạo. À đây rồi, đạo rồi. Cái đéo ở ngoài này này. Đừng đi hụt, bước đi. Cố lên đạo ơi. Đếm mũi bom lửa. Bom lửa đáp gần thế. Ôi dù bắn vỡ giáp ạ. Đầu thế. Mấy con robot bên này này. Mày lắm. Bom lửa bá mãi ạ. Thịt mẹ mày. Con chó nhớ. Ơ đây. Sao để lên đây. Lên level ạ. Đéo hiểu. May quá đúng lúc mình lên level ấy mình tỉnh luôn ạ. Nâng cấp ạ. Có khi tôi lên được đường tăng 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 cơ được mà. Về đánh xe theo đường tăng cơ về hợp lý. Cái gì vậy? À một cái ấy. Bắn nhau ngoài khổ thật đấy. Đó, xong mà đấy. Ông Hiệp đang trong mêu lưu đấy. Lâu quá Hiệp ơi. Please take your time. Ready when you are. Nhìn nhân vật mình. Chất thì cứ no gọi lại. No rush. Vào đây. Không nào sau lưng đeo à đạn. Hiệp vào đeo cối. Nhau lại ra ngoài này bắn nhau tiếp ạ. À. Đeo hiểu ạ. À. Cuộc đời một chuỗi bắn nhau ạ. À. Kim từ VG quay lại. Cuộc đời là một chuỗi bắn nhau. Một thằng kia bị bắt đi rồi. Kiếm nó. Ở đây có đạn này, bom đạn này. Hãy xem sức mạnh của cối. Hãy xem sức mạnh của bom lửa. Với khẩu súng này bắn hai mấy đam là yếu mãi.
Cái gì vậy? Ủa yếu quá, cũng yếu quá. Bắn có hiệu ứng lửa nhưng mà không ăn thua lắm. Mày nhòm này. Mày nhòm này. Thôi đi. Đi. Stay calm. Tao tự ổn tinh này. Quái cả nó tự tử ạ. Năm máu ạ. Súng yếu quá, khẩu súng lửa yếu quá. Ôi còn một máu này. Nè, đéo hiểu sao còn một máu. Ôi súng khác đi, màn này đừng chơi súng. Đang tìm súng để đổi đây mà súng xịn đưa hết cho các ông rồi. Tôi toàn súng đều thôi. Đau lòng quá. Tất cả tại các ông. Các ông. Đâu có súng. Ui, súng xịn này. Đâu, đưa tôi. Đâu. 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 Súng gì đấy? Điều tòa. Nếu hiểu bỏ thương giác ra đâu, nếu có cái gì với tay. Hãy nhìn sức mạnh của bom lửa. Nảy đéo đâu kìa. Nếu hiểu có bom nó nảy đâu. Ui, bọn ấy đứng bom từ khác đâu ạ. Đéo bọn robot dầu chết thì lắm thế. Ôi điện giật tôi ở đâu này. Ôi điện đâu nó giật tôi khốn này. Bom đạn này. Mới bắn tôi đâu nhỉ? Mấy khẩu này là bắn yếu quá lìn luôn. Mấy khẩu súng cổ cổ là bắn yếu quá. Ơ mày ông đi bên đây à? Đéo hiểu à? Thì tôi nghĩ đi bên này. Tông lên không ạ? Tông lên, không có lùi, nó tiến nó không có lùi. Cái này đứng lùi thế. Hay rồi. Mấy phần không cổ cổ rồi, đã yếu quá. Kiếm phổi không ngon, hay đâu. Bom lửa kia, đuổi ra. Cái bom lửa nó không chạm ai, nó sẽ không nổ ạ, đéo hiểu. 33 đạn. You're very kind. Mày nhờn với tao à? Mày nhờn với tao này. Không đi đâu đấy. Con gì kìa?
Phát chia skin ông hẹp ơi, nhắc lên rồi. Hay lắm. Có thời gian cứu rồi. Thời gian là... Cái skin ông hiệp mạnh mà, nhắc của nó lên rồi, mạnh mãi à. Ok, chết rồi. Có gì ngon không? Ủa, có khẩu súng 67 đam à. Ok, súng sóc hạt của tôi nhá, đừng có nhặt của tôi nhá. Méo hiểu. Có mỗi khẩu súng lục thôi. Rơi ra. Khẩu súng lục. Mà có phải tôi nhặt đéo đâu, tôi có nhặt được đéo đâu. Đùa. Ông nào nhặt khẩu súng điện của tôi ấy? Điện nào? Tôi chẳng nhặt, tôi nhặt được cái đéo gì. Chắc ông hiệp đạo rồi, ông đạo nhặt khẩu súng điện của ông rồi. Ok. Cái đéo gì đâu. Đi cứu tôi. Ôi súng mạnh đấy. Ngon. Súng mạnh. Có súng chơi. Tôi đang nghèo vãi cất rồi, tôi không súng chơi rồi. Đạo nhá. Nhắc súng điện rồi. Nhiều. Súng điện gì? Tôi làm gì có súng điện. Tôi có mỗi khẩu màu xanh nước biển ấy. Khẩu xanh nước biển ấy. Có coi khẩu súng mà nó súng lục thôi, súng lục một con boss nó rơi ra đấy. Hay cái gì ấy? Toàn súng xanh lá cây thôi. Làm gì có khẩu... súng xanh nước biển. Khẩu màu xanh nước biển ấy. Có phải khẩu đang cầm không? Dạ. Đâu? Súng lục. Súng này súng lục hay súng gì? Đấy. Không phải. Cái súng gì? Súng mà có điện màu xanh ấy. Khẩu này á? Khẩu này là của tôi từ đầu mà. What? Sao lại mất nhỉ? Không, bị ngáo rồi, trong đạo nhặt nhầm rồi, đạo ơi. Không có súng. Ôi, chỉ có màu vàng thôi. Khẩu súng ấy là súng lục hay là súng to à? Súng lục. Súng lục á. Tôi nhặt khẩu này hình như là của quan ấy nó rơi ra mà. Lúc tôi đang cầm phát ăn thì tôi nhặt khẩu đấy nó rơi ra mà. Eo hiểu mất rồi. Khẩu ấy bao đam mạnh không? 99 đam. Eo 99 đam có gì vậy? Cái khẩu này của tôi có 6 mấy đam thôi không ạ? Không có đúng súng xịn rồi ông còn đòi gì nữa. Many thanks. Súng xịn đầy rồi. Ủa bá bá ạ. Bắn súng quá đi luôn. Có khẩu súng gì đấy? 32 đam, đéo hiểu. Thấy rồi. Nhưng mà khẩu này vẫn ngon hơn rồi, khẩu này ngon vãi luôn. Cũng đánh boss rồi cả. Đây có khẩu súng 97 đam này ông đấy không? Đào nhặt mẹ này. Đẹp này. Khẩu lục 97 đam này. Bọn chó này. Ok, xong rồi không là cô vào tôi. Đánh boss rồi. Đạo đâu rồi? Ơ kìa. Ơ sao hai thằng nóc vừa này. Ở đây máy quá. Đeo rồi. Tôi bị bọn này nó bắn.
Ông Hiệp nó cứ chạy bỏ đồng đội ấy. Có khẩu lục 97 đam này, ông nào lấy đấy không? Đâu? Đây này. Cái chết này. Màu xanh cái cây này. Đây này. Đây này. Hết bom rồi, ông nào có bom không? Tôi cần bom. Ôi ôi. Break the constructor shields to slow it down. Nó bắn mấy ông chạy nấp cái gì đó. Cái đéo rồi đấy. Cất gì vậy? Ui bắn nó không mất máu luôn kìa. Ôi trời ơi, đạo ơi đạo. Giá thay. Ui. Mày nhòn là mày tạ thả cái với tao á. Bắn vỡ này đi. Ôi ôi ôi. Ôi. Phá này đi, phá này đi. Đéo hiểu bom nó tự đốt mình à. Ra ra sau rồi lấy sóc ăn mà ốp vào ngưng lưng nó. Nó thả ấy ra thì bắn vỡ. Hiệp ơi, ui cái gì đây, nó dùng skin gì vậy? Skin bố đời à. Ôi, của thân Hiệp chết rồi. Không cứu được. Chậm quá. Nó sắp chết rồi đây. Nó phát cuối cùng. Đó chết rồi, nó chết rồi. Ôi đi, không có nó nổ à. À cứu rồi thằng mà lời rồi. Đéo hiểu, nó chết. Mày làm tao mệt lắm, mày biết không? Cái khiên này. Ôi đi. Vẫn chưa hết à. Ai cứu tôi? Cứu tôi. Không để thằng ấy cho tôi, để thằng thằng chết cho tôi. Ok. Đây rồi. Không có đang ngon hơn chứ. Đéo hiểu. Nhặt cái khiên thừa của ông Kiệt. Có cái gì đây ông ơi? Ôi súng 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 ông ơi. Súng 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 súng. Sniper này, ông nào lấy sniper không? Lấy có khẩu sniper này. Cho tôi một khẩu. Đồ sau. Đéo hiểu. Ờ kìa xong cứu được, ông đứng ở đây không cứu được. À đây ông Hiệp cứu rồi. Đéo hiểu à, team nhặt rank level 14 rồi. Team nhặt đồ bỏ quên anh em luôn ạ. Có khẩu sốc ăn gì xịn này. Sốc ăn gì xịn này không ai lấy à? Để tôi lấy cho. Để tôi. Sốc ăn cái đất này. Sốc ăn xịn này mà mất đi à. Ôi đi. Ôi khẩu này không xịn lắm đâu mà nó phế phế rồi gì ấy. Nó bắn nó cảm giác nó không có lực như khẩu kia. Ui mà 400 đam mà sao nó cảm giác nó không lực nữa. À?
400 đam mà cảm giác nó không có lực mấy như khẩu này nhá. Ủa bắn nó không ngon lắm không ạ? Meet me back at Sanctuary. I got a plan to stop Jack. But it won't work without you. Game vẻ càng ngày càng khó. This planet's been waiting for a hero like you. Thank goodness Jack didn't send Will home. Không hiểu sao mình có cảm giác khẩu này bắn ngon mãi luôn. Ngon nhất luôn ấy. Mặc dù chỉ là 34/13, cái này đang 33/17. Cái đương nhiên là ngon hơn mà cái nhiều đạn hơn nữa. Kéo kiểu mình level 14 mấy ông kia cũng level 13. Ồ, ui, 14 mà. Không phải ngon này. 53 9 này. Ui đi. Sao có mấy ông mạnh 13? Chết ít. Nếu ông chết ít thôi thì nó sẽ chết, đừng để chết nhiều quá, chết nhiều quá cũng bị ấy đấy. Ông đâu rồi, không đâu rồi. Đẹp. Trong khi mình vẫn đang nhặt súng ạ, đeo hiểu.